Búc là mới vừa tuyên bố là một ngày anh có thể kiếm được 2 tỷ bằng Sơn Tùng luôn rồi đấy. Cái giá Bitcoin vừa rồi nó lên đấy, anh kiếm được một mớ luôn, mê luôn á. Lâu rồi mình mới qua đây thấy nó xin hiểu cái sự. Quá trời là đẹp luôn. Thì cái căn nhà này đang chờ những Việt kiều mọi người, đấy, kiều bào nước ngoài về để mua này. Người Việt mình thì nó mua hết rồi đấy. Bây giờ thì mọi người về sẵn đấy, chi tiền rồi. Dạ vâng, hãy chào tất cả mọi người nhé. Rất vui gặp lại tất cả mọi người ở một video tiếp theo. Thì hiện tại thì Hải đang có mặt tại khu đô thị Sala mọi người ạ. Hôm nay thì mời tất cả mọi người mình cùng đi dạo cùng với Hải, cũng như là mình cập nhật những cái hình ảnh tại khu vực này, cũng như là đi dạo chăm gió ấy, mọi người. Hôm nay thì mọi người có nghe cái thông tin mới, cái video của Facebook mọi người. Facebook là mới vừa tuyên bố là một ngày anh có thể kiếm được 2 tỷ bằng Sơn Tùng luôn rồi đấy. Cái giá Bitcoin vừa rồi nó lên đấy, anh kiếm được một mớ luôn. Thực sự ở Việt Nam mình rất là nhiều người giỏi mọi người, thì có lên clip mới vừa rồi. Một ngày nhá mọi người, một ngày kiếm 2 tỷ hay là một tháng nhá. Thực sự quá là kinh khủng, đó là một cái niềm mơ ước của rất là nhiều người luôn á. Mình làm có khi cả đến 10 năm cũng không được một số tiền lớn như vậy mà đúng một ngày thôi. Đấy, thì sau đấy thì đã có thưởng cho mình một cái chuyến đi du lịch khá là xa. Mọi người cùng xem một tiếng ăn chơi bỏ ra vài trăm triệu. Thực sự đá thực sự luôn. Thì bây giờ thì mình cùng đi dọc đường với các thành cũng như là đi dạo dạo quanh khu vực này, cái khu nhà giàu. Bây giờ này thì 9 giờ tối thì cũng có một số cửa hàng để đóng cửa rồi. Đấy, nhường chỗ lại cho các bạn trẻ, cái đôi tình nhân thì đang ngồi đây nói chuyện này. Đấy, ăn dọc bên cạnh này thì cũng có một số cái cửa hàng đang mở cửa này. Dọc con đường này mọi người, con đường này cũng rất là nhiều ngân hàng nha mọi người, đi thấy nhiều lắm. Ngân hàng Vietcombank này, ACB này, rồi BIDV nhiều lắm. Cái con đường này là con đường ngân hàng. Về đêm thì đây thì hơi buồn một xíu. Đây thì đa phần là mọi người đi ô tô. Đấy, chiều chiều tối thì mọi người đi thể dục, đa phần là đi bằng đi bộ thôi. Đấy, mình đi dạo dạo mình nhìn thấy cái lốc chung cư này thì nó đá thực sự luôn. Đấy, khu vực này thì chỉ dành cho những người có điều kiện, có nhiều tiền. Còn cái bên này thì họ kinh doanh. Bên hai làng coffee họ thuê những cái chỗ lớn người ta mua, sau đấy người ta cho thuê lại tháng kiếm lời. Tiền là cho thuê nhà đó. Bên này là nguyên một cái lốc này có tập đoàn Lộc Trời này. Lộc Trời Group đấy, thấy không? Đấy, về đêm này khu này yên tĩnh lắm, mát mẻ, dễ chịu. Mọi người ở đây đúng đây thoải mái tập trung. Đấy, không khí thì trong lành mát mẻ. Hai bên đường thì ở những hàng cây sala thì bây giờ đang chuẩn bị tới mùa hoa của nó, đến mùa quả ở khu vực này. Khu vực này thì nó khá là yên tĩnh, nó không có xô bồ giống như ở khu vực quận 1 và quận 3. Nên bên này ngày xưa nó là quận 2, bây giờ nó đổi thành bên Thủ Đức. Đấy, khu này dành cho các cái chuyên gia nước ngoài cũng như là những người nhiều tiền. Dọc dọc khu chung cư mọi người đấy, cái nhà kiểu mẫu đó. Bên cạnh đấy thì cũng có một số căn nhà thì vẫn đang còn để trống mọi người. Có một số căn này có dán biển cho thuê nhà cơ, nhưng mà nói chung nó không ít rồi. Khu vực này quá trời là đá luôn, đẹp ghê luôn đấy. Thì khu này nó cách với chợ Bến Thành thì tầm khoảng 3 km thôi, 3-4 km thôi. Mọi người đi qua hầm Thủ Thiêm là tới chợ khu vực chợ Bến Thành rồi. Hai bên hàng cây sala đẹp, lâu lâu thì mọi người sẽ bắt gặp những cặp tình nhân đang ngồi nói chuyện cùng với nhau bên hai bên lề đường. Giờ này thì Hải sẽ quay vào cái khu vực này cho mọi người xem một xíu. Hôm nay thì hy vọng là chất lượng hình ảnh nó ổn định hơn. Thì hôm nay thì ngày hôm nay mình nhé, mọi người không biết không? Ngày hôm nay nó tồi tệ với cái kênh của Hải kinh khủng luôn. Sáng giờ là bị đâu khoảng 30 cái mèo bắn quyền. Dù là mình không lấy hình ảnh của người ta nha, mình chưa đi quay thôi, nhưng mà người ta đăng ký cái hình ảnh bản quyền đó, mà đi đâu người ta quay đấy, sau đấy rồi gọi là cái hình thức chơi bẩn thôi. Đấy, đi đâu người ta quay góc nào đấy, xong mình đi quay lại là đi qua, chỉ cần đi qua đấy thôi là nó bắt bản quyền mình, nó rất là vớ vẩn luôn á. Đấy là cái hình thức, cũng là một hình thức chơi điểu với nhau đó mọi người.
tất cả những cái video nào mà Hải đi xe quay á là đều bị bắt bản quyền hết. Sợ thật. Hay dù là âm thanh hình ảnh của mình hết luôn, nhưng mà nó vẫn mắt nhận vơ bản quyền. Nói chung là mọi người trong nghề đó, thì mọi người mới biết được, không vất vả lắm. Nếu như ngày xưa là chắc là nó khả năng là nó sẽ bay kênh. Đến bây giờ thì cái này thì bắt bản quyền Clam thì nó cũng bình thường, nó không ảnh hưởng, chẳng qua là mình không kiếm được tiền trên những cái video bị bắt bản quyền đó. Khu vực này toàn gặp cặp tình đâu, cặp tình nhân đấy, tạm tạm khu vực này. Đây, khu này thì có bảo vệ đi lại tuần tra liên tục. Giờ này thì mà mọi người cũng về sao ấy, nhiều khu vực này á, thường thường nhiều xe hơi lắm dạo dọc khu vực này. Khu vực công viên á, nó cũng sạch sẽ, khu vực công viên nhiều cá kinh luôn, sạch sẽ lắm. Nhưng mà Hải vẫn thích nhất là cái khu bên ở ngoài Phú Quốc, đẹp ghê luôn. Đây này, dọc bên này mới là đúng dãy của nhà giàu này. Khá đáng mừng này. Đây thì cái nhà bỏ trống bây giờ họ đang trong cái quá trình tiến hành làm lại hết rồi. Bên này bên giữa đường mọi người thấy cái khu vực này là trồng hoa giấy hết rồi. Nhà lên sáng trưng rất là đẹp. Quá là đẹp luôn, nhìn mê luôn á. Lâu rồi mình mới qua đây thấy nó chỉ là cái sự thay đổi quá. Phải đến 2-3 tháng này rồi đấy, ít qua đây. Gà. Gà. Đây có gà mọi người. Phải đi qua hỏi đi không ăn chết các mình. Đi chơi thôi, nó treo treo vậy thôi. Thế khu này làm gì có cái tai nạn đấy đâu. Đây mọi người vào cái khu vực này nó mới đẹp này. Thì hôm nay sẽ quay hết cho mọi người xem thiên đường luôn. Nhất là cái chỗ này này, các bạn trẻ tới chụp hình tại khu vực này rất là đông. Cái phía sau này
quá trời là đẹp luôn. Thì cả căn nhà này đang chờ những Việt kiều mọi người, đấy, kiều bào nước ngoài về để mua này. Người Việt mình thì nó mua hết rồi đấy. Bây giờ thì mọi người về thì sẵn đấy, chi tiền và mua thôi, mua những căn nhà ở thế này. Đấy, nếu mà có điều kiện thôi thì mình mua. Giống như mà anh Thanh Cao á, anh hôm nay anh có chia sẻ anh có mua một căn nhà ở đâu mua một miếng đất rồi hơn 4 tỷ. Công an quá bên kia kìa. Đây, anh Thanh Cao anh chia sẻ lại anh mua cả miếng đất 4 tỷ và đang cất nhà rồi. Đấy, nói chung là Việt kiều thì cứ nói chung là Việt kiều về cái chịu khó làm ăn thôi mọi người, rồi về quê đấy, mua vài miếng đất cất nhà lên ở sống. Đây, mấy ngày hôm nay thì mọi người cũng thấy là anh Thanh Cao chia sẻ rất là nhiều trên các nền tảng mạng xã hội. Đây, khu vực này là tiệm cà phê này. Thì bây giờ mình cùng đi về nhé. Từng cái cặp tình nhân ngồi trong dọc khu vực này rất là thích. Đấy, nhớ lại cảnh ngày xưa mình mới được yêu. Bây giờ thì rất là nhiều việc, cơm áo gạo tiền, công việc thì nhiều. Thì Hải sẽ đi vào một cái con đường này nữa. Con đường này khá là đẹp, quay cho mọi người xem. Sau đấy mình sẽ về với đường Nguyễn Cơ Thạch. Giờ mình vào với đường tháp 8 đó. Tháp B chứ. Dòng này nó khá là đẹp luôn đó.
À, thì bây giờ mình sẽ về được Vân Cơ Thành và đi về như thế nhà. Giờ này thì có vẻ là cũng hơi lạnh lạnh một xíu, nên mọi người đi về muộn thì mọi người nhớ cầm theo cái áo khoác này nhé. Vâng, thì tới đây thì chắc là Hải cũng xin phép được dừng video clip ở đây. Cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị các bạn đã đồng hành cùng với Hải. Và hẹn tất cả mọi người ở một video clip tiếp theo nha. Vâng, thì chúc tất cả mọi người mình có một kỳ nghỉ cuối tuần vui vẻ. Bên em mắc giờ này nó còn rất là đông đang đứng. Đèn đỏ khu bên kia giờ này đông nha, giờ này đông hơn lúc đầu luôn á.